Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là cũng được coi là ngày cuối của cái sự kiện tuần này rồi ha anh em. Rồi, qua tuần sau chúng ta sẽ có tướng mới và cũng như là ngày hôm nay chúng ta sẽ coi tướng mới là ai luôn nha anh em. Thì hầu như là anh em nào mà để ý thì ngày hôm qua đến giờ thì cũng đã có rần rần rồi anh em ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem tướng mới là ai. Ai? Rồi, chắc anh em cũng đã đoán được nhiều rồi anh em ơi. Tướng mới đợt này thì nó là idol của anh em, bữa giờ anh em đoán là sai rất là nhiều. Ai anh em ơi, Luffy Wano mới ra rồi ha. Bây giờ là tiếp theo nữa là ra ai đây? Sanji hắc ẩn nha anh em. Trời ơi, quỷ cước nổ hỏa. Wow, nghe play đây anh em. Đây là cái nổ. Ui ui, nổ đẹp thật sự ạ. Hay da, đây là con hệ minh mẫn nha anh em. Nó là hệ minh mẫn, là một con tướng hệ hiếm nha. Rồi ôi ôi, ok thì đầu coi xong cái coi xong cái gameplay rồi thì chúng ta sẽ cùng xem và là cái nội tại cũng như là cái skill của nó như thế nào nha anh em. Nếu mà là cái con tướng mới cũng như là hệ hiếm thì mình nghĩ khá là bá nè, mình khá là bá luôn đấy. Rồi ok nha anh em, xem lại cái nộ nó một tí ha, cái nộ nó đẹp thực sự anh em. Đây Sanji hắc ẩn à, quá ok luôn ha. Dạ ôi nổ đẹp thực sự ạ. Rồi bây giờ ta sẽ cùng qua xem bộ skill của nó đi ha anh em. Rồi thì con này là con tướng nghề xạ thủ nha anh em, nghề xạ thủ và như là hệ minh mẫn nha. Đây là con tướng hệ minh mẫn, là một con tướng hệ hiếm nha anh em. Rồi tiếp theo là các cái chiêu thức này á, thì nó là đã up lên Germa rồi nha anh em, up lên Germa rồi nên là anh em sẽ đọc những cái chỉ số nó rất là ảo luôn. Đầu tiên đó là kỹ năng 1 nha anh em, đó là hỏa cước ha, hắc hỏa cước. Đây là cái gian nộ nha, tấn công tất cả cái địch 3 lần nha anh em. Qua wow, 3 lần là thấy thích rồi đó. Mỗi lần gây sát thương bằng 100% công cho mỗi mục tiêu và có 75% xác suất tạo ra một tầng hắc hỏa cho chúng 5 lượt. Hắc hỏa này thì nó sẽ giảm 99% khả năng hồi máu. Wow, nó giống giống hao hao y chang như là cái nộ của thằng Law Anh Nô anh em nhờ. Nó cũng sẽ có giảm 99% khả năng hồi máu ha. Chết rồi em ơi, pha này là mấy con Billet với lại con Buggy rồi, ăn hành rồi. Rồi cuối lượt gây sát thương trực tiếp bằng 500% công. What? Không thể bị xóa bởi các hiệu ứng thông thường. Ui mẹ ơi, không thể bị xóa bỏ luôn nha anh em. 500% công, đây là một con số cực kỳ là lớn nha anh em. Mà chưa kể để mình coi coi. À không, hình như là cái này là nó chỉ rút độc rồi bằng một lần thôi nha anh em. Còn cái nộ này á, nó mới tăng nó mới là 300% công. Anh em thấy 100% công như vậy thôi á, thực sự ra nếu nó gây cho tất cả là kẻ địch là 3 lần anh em thì nó tương đương với lại 300% công á anh em. Nộ đam to anh em, nộ đam to đó. Và cũng như là nó sẽ có đốt anh em, nó sẽ có đốt. Đốt này có một cái lượng công cực kỳ là lớn luôn nha anh em. Đốt này nó hao hao giống bi chang. Ồ, kết hợp với lại thằng lù thì thôi rồi luôn anh em. Kết hợp với lại thằng lù thì thôi rồi luôn ấy. Thằng lù á thì nó sẽ đốt theo phần trăm máu anh em, tối đa là bằng 1000% công của bản thân của nó. Còn thằng sạn này á thì nó đốt thẳng vào công của nó luôn nha anh em, 500% công ha, không thể hồi máu nè anh em. Con này chắc mình nghĩ là câu tờ rồi, con Billet với lại con Buggy rồi anh em ơi, không ổn rồi. Rồi tiếp theo nữa là kỹ năng bộ đồ đột kích nha anh em. Cái bị động đó là sẽ tăng bản thân 100% công, 150 tốc độ á. What the hell, cao vậy, 100% công cũng nhiều nha anh em. Trời ơi, chỉ số khủng. Rồi chắc chắn là sẽ có 50 nộ rồi anh em, và cũng như là 100% kháng xuyên thủ nha. Trời ngon, 75% miệng chống. What the hell, lần đầu tiên thấy có một con tướng mà có miệng chống cao như vậy anh em. 50% giảm sát thương cuối lượt. À vậy là nó giảm luôn mấy cái sát thương của thằng lù rồi các thứ rồi anh em. 50% giảm sát thương chí mạng, cái gì vậy? Quá trời, chỉ số ngon luôn anh em ơi. Một nùi này chỉ số ngon không nè. Hay à, quá ghê. Rồi, đánh thường tấn công mục tiêu phía trước 3 lần. Tức là đứa nào đứng hàng trước á nha anh em, hai con đứng hàng trước ấy, mỗi lần gây sát thương bằng 50% công và có 75% gây hắc hỏa cho mục tiêu 3 lượt. Hắc hỏa thì nó sẽ giảm khả năng hồi máu cũng như là trực tiếp gây bằng máu à, trực tiếp gây bằng 500% công nha anh em. Quá kinh, chỉ số này cực kỳ ghê anh em ơi. Nó sẽ mang lại một cái lượng công nè, công cao nè, tốc cao nè, có cả nộ đầu luôn ha. 100% kháng xuyên thủ luôn nha anh em, là không thể nào mà bị xuyên thủ luôn ấy. 75% miễn chống, anh em chỉ việc mang thêm một món miễn chống cỡ 25% thôi là anh em đã miễn chống 100% rồi. Giảm sát thương cuối lượt nữa nha anh em,
Và cũng như là nếu mà anh em lên anh em gắn cho nó cái haki ấy, thêm cái giảm sát thương độc đốt giảm máu 15% này nữa anh em, thì nó sẽ lên đến khoảng tầm cỡ chừng 65% giảm sát thương cuối lượt đó, và 50% giảm sát thương chí mạng nha anh em, tức là chống sốc đam rất là tốt anh em. Nhưng mà con này thì nó không có phần trăm máu nha anh em, nó chỉ có phần trăm công thôi, thuần sát thương luôn anh em. Rồi. Và để coi coi tiếp theo là kỹ năng 3 nha anh em, tốc độ cực hạn, bị động. Trong 3 hiệp đầu trận đấu, bản thân không thể bị xác định là mục tiêu. What the hell, nó không khác gì là bất tử anh em. Không khác gì là bất tử. Trời ơi, để coi coi, bản thân không thể bị xác định là mục tiêu của các đòn tấn công của kẻ địch, ngoại trừ các đòn tấn công đơn mục tiêu. Tức là đánh thường vẫn bị đánh nha anh em, đánh thường vẫn bị đánh. Nói chung là đơn mục tiêu là sẽ bị dính, còn mà cái nào mà dạng như là nó đánh sát thương AOE đó anh em, hai con trở lên á thì mới né được nha anh em. Cái này thì ui nói chung là ngon anh em ơi, má ơi, được anh em. Hiệu quả này vô hiệu nếu bản thân là người còn sống duy nhất thì chắc chắn rồi anh em, của phe ta trên chiến trường hoặc toàn bộ các thành viên phe ta có trạng thái này. Chà, được anh em. Wow, cái này nó có thêm mà là một cái yếu tố nhỏ nữa, đó là toàn bộ các thành viên cùng phe nhận trạng thái này hả? Cái này không hiểu cái dòng này cho lắm anh em, để tí quay lại đọc hết bộ skill rồi quay lại thử coi. Rồi, cái kỹ năng 4 anh em, áo choàng bảo vệ này, bị động nào, cứ mỗi hiệp đấu anh em là nhận một lá trắng hấp thụ sát thương bằng 1000% công. What the hell, cái lá trắng này nó giống y chang như là cái lá trắng của con bích ghi á anh em, nó giống y chang như lá trắng của con bích ghi vậy đó, nó sẽ có một cái lớp giáp ảo ha. Đây anh em, đó, nó sẽ có một cái lá trắng như thế này anh em. Cái lá trắng của bích ghi á thì nó bằng 25% máu tối đa của nó, còn cái lá trắng của thằng Sanji hắc ẩn nữa anh em thì nó sẽ bằng 1000% công anh em, nó sẽ là bằng công, công càng cao lá trắng càng dày, duy trì tận 5 lượt luôn nha anh em. Mỗi gì để mình coi, kẻ địch mỗi khi tấn công phe ta, đánh thường, nộ hoặc là bị động anh em, nói chung là gây sát thương cho phe ta đó, kể cả bị động luôn nè, có 75% nhận một tầng hắc hỏa 3 lượt. Trời ơi, tức là nó giống y chang như là cái nộ hỏa của con thằng quỷ lù á anh em. Ai mà đánh nó, đây anh em, ai mà đánh nó thì nó sẽ bị dính thêm cái hỏa diễm anh em, nó sẽ dính thêm hỏa diễm giống y chang như là con này, ha ha, giống y chang như là thằng lù ha, kết hợp với lại thằng lù. Đây là một cái cặp song sát cực kỳ ghê luôn nha anh em, cái hỏa diễm cộng với lại cái hỏa diễm cộng với lại cái hắc hỏa của thằng sạn nè anh em. Đây là một cái combo rút độc cực kỳ ghê, mà cái hắc hỏa này á nó không có được xóa nha anh em, không bị xóa bởi những cái hiệu ứng thông thường nha. Có 75% nhận thêm một cái đợt hắc hỏa trong 3 lượt anh em, một tầng hắc hỏa trong 3 lượt, mà trong trận đấu có rất là nhiều cái đợt sát thương vào trong người luôn anh em đó, nên là cái đợt hắc hỏa này á nó xuất hiện rất là nhiều luôn nha. Để mình coi coi, cái này là bị động đầu mỗi hiệp nha anh em, còn cái này là đầu mỗi hiệp, tức là đầu trận đấu á, cái này là đầu trận đấu ha. Tức là 3 cái lượt đầu trận đấu thì chúng ta sẽ block được những cái dam AOE nha anh em của thằng sạn hắc ẩn này. Còn cái áo choàng bảo vệ này á anh em thì là cứ mỗi tên của hiệp đấu á thì chúng ta sẽ nhận được cái lá trắng như thế này anh em, rất là ngon. Nhưng mà tiếc rằng cái lá trắng này nó sẽ chỉ búp lên trên người của thằng sạn Vinsmore, thằng sạn hắc ẩn này thôi anh em ơi. Đâu, để nhận một tầng lá trắng đây anh em. Ấy, từ từ nha. Đầu mỗi hiệp đấu nhận một lá trắng hấp thụ sát thương bằng 1000% công, duy trì 5 lượt kẻ mỗi khi kẻ địch tấn công phe ta nha anh em. Cái này nó không có ghi rõ đó, là để mình vô trong này mình coi có update tướng mới, hình như là chưa update vô trong này. Hay da, cái này anh em ơi, hình như là nó búp luôn cả cho đồng đội nữa anh em ơi. Nó búp cho đồng đội nữa, bởi vì nó ghi đó là kẻ địch mỗi khi tấn công phe khi mà tấn công từ phe ta hả ta? Kẻ địch mỗi khi bị tấn công từ phe ta anh em. Bị tấn công từ phe ta tức là không có phải là địch đánh vào trong người mình, mà là mình tấn công người ta thì mình sẽ có 75% gây thêm hắc hỏa cho phe địch anh em. Không có giống y chang như là con sạn nó tấn công anh em, mà phe ta đánh thì chúng ta vẫn sẽ có là những cái tầng hắc hỏa
Đó, nói chung là nó cũng hao hao giống y chang như là cái hỏa diễm với lại cái nộ hỏa của thằng lù á ha anh em. Đây anh em, nó hai đồng đội nộ hỏa, mỗi khi bị xét thương, thằng lù á thì bị người ta đánh á thì nó mới gây những cái tầng hỏa diễm. À, để coi coi gây tối đa nộ hỏa không cộng dồn. Còn thằng sạn này á anh em, sạn hắc ẩn này á thì mà đồng đội tấn công thì nó đã gây được rồi những cái tầng hắc hỏa rồi anh em. Còn về cái khiên á anh em, nhận lá trắng hấp thụ bằng 1000% công duy trì 5 lượt này nè, nó không có ghi rõ là thằng sạn là nó búp cho team hay không anh em, hay là chỉ duy nhất một thằng mình thằng sạn hắc ẩn này đó là nó được. Nếu mà nó búp được cho team anh em thì cực kỳ ngon, nó búp được cho team cực kỳ ngon luôn nha anh em. Hay già, hình như là chưa có update vô trong này anh em ơi, nên là chưa có coi được skill. À, ngày mai thì chúng ta đọc kỹ lại một lần nữa về cái bộ skill nó lúc mà chưa lên Goma đó, thì ta coi lại một lần nữa ha anh em. Thì theo đánh giá của mình về cái con thằng sạn này anh em thì nói chung là cực kỳ ngon anh em, ngon. Bởi vì đây là một con tướng hệ hiếm mà đã rất là lâu rồi game chưa ra con tướng hệ hiếm anh em. Toàn ra mấy con tướng nhất là mấy con tướng hệ thường, ví dụ như là bên hệ bền bỉ nè, rồi bên hệ sinh khí anh em, nó thuần máu quá. Bây giờ ra con này để nó block máu của tụi nó nè anh em. Ghê thực sự ạ. Rồi để mình coi coi trong 3 hiệp đầu bản thân không thể bị xác định là mục tiêu nha anh em. Các đòn tấn công của cái địch ngoại trừ các đòn đơn mục tiêu. Cái này thì anh em hiểu rồi ha. Hiệu quả này vô hiệu nếu bản thân là người duy nhất còn sống trong phe ta. Trên chiến trường hoặc toàn bộ các thành viên cùng phe có trạng thái này. Cái này hơi khó hiểu một tí nha anh em, mình vẫn chưa hiểu cái này luôn. Hoặc toàn bộ các thành viên cùng có hiệu ứng này. Hiệu ứng này là hiệu ứng gì anh em? Không lẽ cái này nó cũng có thể búp cho đồng đội hết á? Nó ghi là bản thân thôi mà. Đó, nên cái này thì chúng ta ngày mai chúng ta sẽ đọc lại bộ skill thử coi là cho chắc chắn hay không nha anh em. Và quan trọng nhất á là cái đầu mỗi hiệp này á anh em, thì nó tạo lá trắng cho riêng thằng sạn hắc ẩn hay là nó búp cho phe ta nữa anh em. Bởi vì cái lá trắng này kết hợp với lại cái máu lá trắng của con bích ghi cực kỳ ngon anh em, cực kỳ ngon. Rồi ok anh em. Anh em nên nhớ cái bài viết này thì chúng ta vẫn sẽ có phần like share để mà chúng ta nhận quà nha anh em. Quà đợt này khá là ngon anh em ơi. 6.000 like, 6.000 share thì chúng ta sẽ được 1.000 kim cương nè, 30 xu siêu cấp, 30 thùng bia, 10 vé đánh boss anh em, rương lính chị 10 sao một cái nè. Dành riêng cho các bạn kinh me đó anh em, nói chung là hết tất cả phần quà này cho anh em luôn. Anh em chỉ việc like share bài viết này ở chế độ công khai. Bước 2 là để lại bình luận về tướng mới lần này, ví dụ như là ôi tướng xịn quá, rồi để lại con URG UID, UID của anh em á anh em. Anh em vào trong avatar anh em để cái UID nha, lấy cái UID này. Đó. Lộn anh em, lộn rồi. Anh em vào trong avatar anh em lấy cái UID đây anh em. Đây ID này nè. Đó anh em share xong xuôi rồi á, anh em nhớ tag hai người bạn của anh em vào nữa nha anh em. Là chúng ta sẽ được thôi. Chờ ngày tổng kết và nhận thưởng thôi. Bước 3 này thì quá dư thừa rồi. Đó anh em nhớ tham gia cái sự kiện này ha. Cái link của cái sự kiện này mình để ở dưới phần kênh mem mình ghim lại luôn nha anh em. Ok, cùng coi lại quỷ sạn hắc ẩn phát anh em ơi, nhìn ghiền quá hà. Nhưng mà bây giờ nông dân thì hơi khó để mà lấy. Nhưng mà thùng thì chuẩn bị đủ rồi nha anh em, 606 thùng rồi nè. Trời ơi, 606 thùng rồi anh em. Quê thực sự à, quỷ cước nộ hỏa. Để coi coi cái lá trắng rồi anh em, coi kỹ lại một lần nữa coi. Đây là cái nộ nè, vẫn chưa thấy cái búp gì nó bất thường anh em. Chưa thấy búp gì bất thường. 75% 75% miễn chống mà sao mà bị dính hóa đá câm lặng choáng dữ vậy bay. Chưa thấy mấy cái búp đó hả anh em. Nổ đây. Quá đẹp. Ui là trời. Để coi lại một lần nữa nha anh em, coi coi nó có hiệu ứng búp hay không. Cái búp của nó hiệu ứng nó như thế nào nữa anh em. Không thấy hả anh em. Ủa cái búp nó là nó như thế nào ta. Ủa mình thấy có mấy. À cái này là hiệu ứng lửa. Hiệu ứng lửa thôi anh em ơi. Chưa thấy búp của nó như thế nào cho tim nữa anh em. Con này thì chắc chắn là mát công rồi anh em.
Bởi vì nếu mà anh em có con này nó không gây hiệu ứng, nên là nếu mà được thì anh em cho nó là tóc cong. Tóc cong là ok nhất rồi nè. Bùa tóc cong. Đẹp quá anh em ơi. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng vào game để xem coi là ngày hôm nay tài nguyên của mình coi tới đâu hả anh em. Cuộn L2 thì đang còn 2 cái. Cuộn L2 còn 2 cái. Thùng bia thì đang còn 600 để mấy cái thì chắc chắn là sẽ full được 3 vòng rồi hả anh em. 3 vòng rồi. Rồi để coi. Vực thẳm của mình á thì hiện giờ đang đánh còn đúng 1 sao 1 nha anh em. Đang đúng 1 sao 1, 59 trên 60 rồi nè. Thì có bạn bảo đó là lấy cái xu này ngon hơn cái thùng anh em ơi. Lấy xu này ngon hơn thùng, bởi vì cái xu này chúng ta có thể quay thêm đấy. Thì mình nghĩ lấy thùng hoặc đặt xu gì đều được anh em. Để mình coi. Lấy xu cũng được anh em lấy xu cũng được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nè, cái chiến thắng ải mà tất cả thành viên trong đội là cùng một hệ nên anh em nó cực kỳ khó luôn. Mình gỡ hết mấy cái gơ ma của team rồi, build cho thằng lù lên gơ ma 3 rồi anh em ơi. Gơ ma 3 rồi, chưa lên gơ ma 4 nữa ha. Gơ ma 4 thì hơi bị lâu, cái lon này thì đang mới có một cái thôi. Đó thì cho nó lên cao luôn rồi, thằng rổ rồi các thứ thì cũng cho lên cũng ok rồi em, gơ ma 2 rồi. Cái vấn đề của ạc của mình nó đang là ở vấn đề gơ ma ha anh em. Hồi ba nó hơi yếu một tí. Nhưng mà mình spam, nói thiệt với anh em, mình spam từ ngày hôm qua đến nay anh em. Mình có treo auto để cho nó tự crit luôn. Treo tới 2-3 tiếng đồng hồ mà nó vẫn không qua anh em. Anh em coi nè. Ở bên kia là full E5 ha, đã dạy nó còn chơi Buggy xong rồi nó còn chơi thêm cả con Billet E5, Chopper E5 nữa anh em. Má ơi, giáp ảo của tụi nó dày cui luôn á, đánh không lại. Nè anh em coi tụi nó nè, nó đấm cho một cái đã vậy mà nó còn có con Billet đánh xuyên bất tử. Đánh xuyên mấy cái miệng xét thương nữa anh em ơi, nên là rất là khó. Đó, mình treo như thế này anh em, đội hình này treo như thế này nè. Thì mình test thử cái đội hình này thử coi như thế nào anh em. Hôm qua nhọc công lên con Billet E3 mà đánh đấm chả được gì. Buồn anh em, mất cái cuộn L2 để chuẩn bị up cho con sạn hắc ẩn rồi. Đó thì cái đánh giá của mình cũng như là cái bộ skill của con sạn hắc ẩn là như vậy anh em. Để ngày mai thì khi mà ra tướng á thì mình sẽ review về cái event ngày mai. Và cũng như là đọc lại bộ skill của thằng sạn hắc ẩn đợt này thử coi là lúc mà chưa lên Goma là chỉ số nó có ok không anh em. Chỉ số nó có ok hay không. Nhưng mà trước sau gì thì nếu mà con này ngon thì anh em đều lên Goma cả. Nhưng mà được cái thằng sạn này anh em thì nó có gọi là block đam đầu game anh em. Nhưng mà mình nghĩ là nó không có nhay như là thằng lù đâu. Thằng lù này thì khi mà rớt máu thì nó mới có là miễn sát thương 5 lượt lận anh em. Thằng lù tới 5 lượt lận nếu mà anh em lên Goma. Đó anh em thấy không, nó miễn sát thương kìa. Ui, không chết nổi anh em, rất là khó ha. Chắc là phải chấp nhận sự thật rồi anh em ơi. Chắc là phải chấp nhận sự thật rồi. Ây da. Anh em nhìn vậy thôi chứ team bên kia nó mát. Nó mát cái giáp ảo luôn nha anh em. Nó có cái ban phước của con Chopper Giáng sinh nè. Rồi thêm cả cái búp khiên máu của con Buggy nữa anh em. Nên là cái lượng giáp ảo của nó rất là thốn. Đánh chưa có vô trong máu nó luôn kìa. Rất là khó chịu. Hay và chiến này nhiều ông kêu á là chơi cái team có con Yamato và cũng như là con Yuta. Yamato thì cỡ chừng Goma 3, còn con Yuta thì Goma 4 anh em. Treo một chặp là nó sẽ qua thôi anh em ơi. Thì chắc là mình sẽ thử cái đội hình này thử coi như thế nào. Còn thằng sạn hắc ẩn á thì nó là hệ khác anh em, hệ minh mẫn á, nên là nếu mà nó đi cái team đợt này á anh em thì không biết như thế nào ha. Lúc mà nó hết vực thẳm thì không biết em nó gánh nổi vào cái team cuối này hay không. Cái này thì chắc là mình nghĩ chắc là viễn vong so với lại những anh em mà là nông dân rồi. Nhưng mà mình vẫn đáng cố gắng kiếm càng nhiều càng tốt con Sanji hắc ẩn này ha anh em, để mà build lên chứ anh em. Chiến này thì nếu mà bỏ con Sanji ra thì chắc bỏ Yuta. Bỏ Yuta hoặc là thằng lù kết hợp với lại Sanji ok lắm anh em. Nhưng mà để coi như thế nào đã anh em. Rồi các anh em thì đó là cái video ngày hôm nay ha. Ngày mai mình sẽ review về cái sự kiện event mới và cũng như là review về cái con Sanji hắc ẩn lại một lần nữa ha. Bởi vì có rất là nhiều cái chỉ số và cũng như là cái dòng mơ hồ mà không biết là nó kích hoạt như thế nào nè. Rồi ok ha anh em.